民当作奴隶来奴役，所以今天要找回我们自己公民的权利，拜托大家，今天所有上场政治人物，节制你的权利，节制你的权利。哦，这不是你买谁不可以？所以我们要告诉大家，现在是我们的整队时间，麻烦大家，第一大队开始，第一大队。对对对，我先不搞了。嗯。过来。嗯。我在提前要介绍这个嘉义市的第一大队，他很早就在我们当中，非常关心的活动，几乎每场都参加。我相信你们。只要对我关心，民众都感受得到。他们表达言论自由的空间。那个呀。小马哥，别停止运动，有准备，稍微把这。不然的话会挡到路线。không thế này không bầm kỳ lên thì quấy cánh lấy cái bản tiếng Việt coi nào. Chào chị Tài nha. vang ý hướng với được cái vang này hả? Trang nào đây? Trang nào đây? Trang của em. Điệp đã ở đây chung. Bên đây vui nhưng mà lạnh. Mày vô đây xin cho họ đi này. Chị ơi, để chị ơi. Tiếng Việt đi, cái này người Việt xem sao tiếng Trung sao mà hiểu. Đây. Formosa Hà Tĩnh chấm dứt thải khí độc gây ô nhiễm không khí miền Trung Việt Nam. Đấy, ok. Nhưng đấy là cái câu Việt Nam. Gốc gốc. Hiện tại mình đang ở Đài Trung, Đài Loan. Ở đây thì có rất nhiều người đang tổ chức ở đây để phản đối tập đoàn Formosa đang gây ô nhiễm tại Đài Loan, Đài Trung và Đài Nam của Đài Loan. Thì ở đây chúng ta có thể thấy rất là nhiều người, nhưng mà họ đi biểu tình được sự bảo vệ của cảnh sát, không có sự đàn áp hoặc là bắt bớ, gây khó khăn cho những người đi biểu tình phản đối gây ô nhiễm môi trường. Xin các đại đội chú ý, chúng ta sẽ bắt đầu từ vũ đài chế năng cứu Đài Loan của chúng ta. Cái gì mà có cái đấy? Có một số bạn trẻ Việt Nam đến từ công hội, công đoàn lao động
tại Đài Bắc. Chào mọi người nhé. Anh chị em cô chú nào có xem thì share giúp mình nha, để cho người trong nước họ biết được cái sự tự do ở nước ngoài là như thế nào. NGO大队我们现在这边停一下哈，让前面的队伍先走。 然后拜托我们前面这边大概是师生青年队，然后这边有一群大概应该是国民党的朋友哦，你们稍微往草坪那边，往那边移动一下，因为我们后面有这个车子需要出来哦，那你们把那个道路先空出来，让那个车子可以出来好不好？来，请往那个草坪那个方向，把那个马路空出来，好不好？我来牵摩托船哦。 来来来，麻烦那个国民党台中市长部那个旗子、那个牌子那边，麻烦你指挥一下你们行动，哦，往那草坪方向移动，让车子可以开出来，拜托一下。麻烦拜托大家先往两侧移动哦，把那个马路空出来。 让车子可以方便移动，拜托大家。那个车子可以动的话，就请直接开到最前面当前导车，直接开到最前面了哈。那个已经有开始那个乐队已经出发的，你就开到乐队的前面。 好，各位在台前的朋友，更正一下，因为我们前导车还在后面，还没有来，所以请大家现在这里暂停一下。那待会我们会宣布，才会宣布游行开始。那个中间的人，请让前导车可以开出去。 请前导车直接开到队伍啊，游行第一队医疗大队的前面。第一步，请开到前面。第二步，在这个市政北路这边，请暂停。 Làm sao?
我们现在还有一些民意代表也参加在这次活动里面。我们感谢前立法委员杨琼英啊，林立产立法委员来参加这一次的活动。我们谢谢大家一起来为好空气来努力。我们这一次参加在这场游行里面有许许多多我们的公民团体哦，包含了这个主妇联盟、真好气，然后中科污染搜查线、桃园生态海岸保育协会、桃园在地联盟、环保联盟、台湾互助协会、唤醒彰化青年、荒野保护协会、台湾社造联盟。那个看板赶快，那个看板绿色公民行动联盟。他说应该是要的，那个还有很多看板需要拿。埔里 PM 二点五空污减量行动会人来前面拿这些好民文化行动协会的看板，这边还有社群的看板。彰化县环境保护联盟。师生队的人，有一些人来这里拿看板好吗？师生队到舞台前面，有一些人请到舞台前面。我们有一些看板要拿着。喂，这边大家来拿看板好不好？几位来，赶快看我这边。来，这边来，入好不好？入，我都来给一下看板嘛。还有大甲溪生态环境保护协会哈，也是公民团体。然后还有看守台湾。Đi biểu tình mà cứ đòi gặp mặt lôi tiền là sao? Cứ lôi chết luôn. Nay thời tiết ở đây rất là lạnh, gió rất là mạnh, nhưng mà người Đài Loan họ vẫn tham gia rất là đông. Ở Đài Loan họ rất quan tâm đến môi trường. Mà công ty Mosa ở Việt Nam chỉ là công ty con, còn công ty mẹ của nó thì đang ở Đài Loan và nó cũng đang gây ô nhiễm môi trường tại đây. Thích thì xe bài đi. Này là công đoàn di công Việt Nam, công hội di công Việt Nam. Mọi người đang chuẩn bị để đi diễu hành.
Nó biết tôi không biết nó đâu. Cái gì?
Cầm bán thì đưa lên. Sao mỏi tay à? Còn mình là con đọc chữ đấy. Hát sửa chính mơ. Bác thân nhìn xem. Việt Nam thái sụ hồ dịnh găng thịa. Lý trí thính trị vệ trị ưu lãn Việt Nam trung bộ. Mà cái tờ lúc nãy đấy. Có dịch nhỉ? Formosa, Formosa tại Việt Nam làm gây ô nhiễm môi trường tại tại miền Trung Việt Nam. Thấy mình dịch tôi nghe. Đã, ta còn nuôi vịt kìa. Rồi, thì tôi chửi đi cả. Cái bạn này này. Anh có đặt vịt này cho. Mình lâu. Mình làm bình bật nữa bao bạn này. Đấy. Ờ, đúng rồi. Mình làm bình bật nữa bao nhiêu bạn. Nào, nào. Anh em. Đây, đây, đây. Nào. Đẹp, chụp cái đẹp, chụp cái đẹp. Chụp cái đẹp không? Đây em cầm cho. Ừ, cái bảng chữ hay mờ, bảng tiếng Trung chữ nó đậm hơn. À cái này nè anh ơi. À, đi rồi. Không làm được không thì về nào. Có mấy cái bảng mà cầm không xong. Con Nguyệt nó nói
Mọi người vẫn đi vượt trên đọt mà cũng khao rồi. Mọi người đấy ở nhà cái cá con người đừng có nào bắt chơi đi. Đi vượt đường núi. Khao cũng bỏ đi rồi càng ngày càng ca đi. Có bà càng 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 khói mà. Tao bình thường, tao bình thường. Có cái biển này, cái biển này. Cái biển hả? Đây này. Những bạn trẻ Việt Nam cũng tham gia trong cuộc biểu tình phản đối gây ô nhiễm môi trường. Có thể thấy rất là đông người, họ đến từ Đại Trung, Đại Nam, thậm chí là Đại Bắc. Và có cũng có nhiều bạn Việt Nam đến từ Đại Bắc, xuống Đại Trung để tham gia cuộc biểu tình cùng với người Đài Loan phản đối công ty Formosa. Thì đối với chuyện bảo vệ môi trường thì đó là trách nhiệm của tất cả mọi người dân. Nhưng mà các cái công ty xí nghiệp đa phần họ sẽ đều đặt cái lợi ích, lợi nhuận lên hàng đầu. Họ sẽ không nghĩ đến cái chuyện bảo vệ môi trường. Cho nên nếu như mà trong một quốc gia tự do dân chủ, họ có người dân họ có quyền lên tiếng để phản đối cái việc gây ô nhiễm môi trường. Và chính quyền phải có nhiệm vụ là bảo vệ họ, bảo vệ tiếng nói của họ, chứ không được đàn áp, bắt bớ hoặc là ngăn cản họ. Không như ở nước chúng ta, qua cái sự việc Formosa gây ô nhiễm môi trường, gây thảm họa môi trường tại miền Trung, thì chúng ta có thể thấy là những cuộc biểu tình diễn ra luôn bị đàn áp, bắt bớ. Thậm chí là những người dân tại các giáo xứ họ chỉ đi nộp đơn để khiếu kiện thôi cũng bị cản trở. Thì chúng ta có thể thấy sự khác biệt giữa một đất nước tự do và đất nước độc tài là như thế nào.
đối với việc gây ô nhiễm môi trường nó không chỉ ảnh hưởng đối với chúng ta hiện tại mà sẽ còn ảnh hưởng lâu dài đối với thế hệ mai sau. Cho nên hôm nay chúng ta lên tiếng để cho thế hệ mai sau có một cái môi trường trong sạch, không bị ô nhiễm. Đó là trách nhiệm của mỗi con người. Có thể thấy hôm nay thời tiết khá lạnh nhưng mà người dân họ vẫn không ngại ra đường để cùng nhau biểu tình phản đối. Nếu chúng ta có được một thể chế tự do tôn trọng nhân quyền thì chúng ta hoàn toàn có thể nói lên tiếng nói của mình, phản đối những cái bất công hoặc là những cái điều sai trái trong xã hội, chứ không như hiện trạng như đất nước ta hiện nay. Thế trẻ em cũng tham gia biểu tình và kể cả chó nó còn biết đi biểu tình.
Mọi người đi diễu hành có lẽ là sẽ còn một quãng đường khá xa. Và thông qua cái sự kiện biểu tình của người Đài Loan thì mình chỉ muốn gửi một thông điệp đến những anh chị em, những bạn bè, đó là nếu chúng ta muốn có một môi trường xanh sạch thì chúng ta phải biết bảo vệ nó. Và nếu như mà chúng ta muốn đất nước phát triển thì chúng ta phải có tự do nhân quyền. Nhưng nếu muốn có tự do nhân quyền thì chúng ta phải biết lên tiếng trước những bất công, trước những không bất cập trong xã hội. Chứ nếu chúng ta mà cứ im lặng thì sẽ không có tự do nhân quyền. Và từ cái việc không có tự do nhân quyền thì những cái công trình, những cái xí nghiệp nó gây ảnh hưởng môi trường, chúng ta cũng không thể nào mà lên tiếng để phản đối được. Nên hy vọng là giới trẻ của chúng ta hiện nay sẽ quan tâm nhiều hơn đến xã hội, đến tình hình đất nước. Và nếu như mà có dịp thì có thể tham gia những cuộc biểu tình như thế này với người Đài Loan, để chúng ta có thể cảm nhận được cái tự do dân chủ của họ là như thế nào. Nên mình sẽ kết thúc cái livestream tại đây. Tạm biệt mọi người nha.